cô nhìn màn hình của em chưa? À thấy rồi Thắng ơi. Ê, mời em trình Xin bày. chào cô và các bạn. Hôm nay là buổi bảo vệ mới của em. Tên em là Kiều Việt Thắng. Về giới thiệu sản phẩm, app của em là tên là app Rau Xanh, mục đích làm ra để cho người dùng mua hàng nên khi ở nhà tiện lợi trong cuộc sống, nhằm cho người dùng khám phá nhiều thứ trong lạ hơn. Tiếp theo là công cụ sử dụng là của em là có Android Studio và Firebase. Còn chức năng của app là đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản Firebase, tìm kiếm và order sản phẩm và thanh toán. Phát triển trong tương lai thì tiếp tục phát triển app, khắc phục những vấn đề chưa làm được, lắng nghe ý kiến. Còn vấn đề khó khăn của em là có nhiều vấn đề chưa hiểu rõ vì trong quá trình làm giao diện. Để bản thân em thì chưa sự cố gắng. Rồi em sẽ đến mua app. Màn hình đầu tiên của em, màn hình đăng nhập để đăng ký ạ. Thành công nó sẽ hiện ra. Đem đăng ký lại xem là lỗi gì. Tài khoản này có rồi cô ạ, thì là lỗi. Sao em cứ demo đi. Đăng ký thành công thì nó sẽ hiện lên Facebook. Em đăng nhập. Em lấy tạo một tài khoản Facebook của nhé. Ok. Màn thành công sẽ vào màn hình đầu tiên là em là màn hình home. Home sẽ như thế này. Đây là phần order, là người dùng sẽ order. Phần chụp ảnh nó sẽ chuyển thẳng lên vào vào thư viện của ảnh của máy ấy. Để thêm thành công, nó sẽ hiện ra màn hình home đầu tiên. Phần thanh toán mình thì em vẫn chưa xử lý được. Đây là phần menu, em làm có hai phần, menu và phần home. Còn xóa thì kích vào ảnh là xóa. Nào đó đủ khóa tiền để kết thúc. Ok. Cái phần này của Thắng là đang với vai trò là khách hàng hay em đi đây? Em vừa là khách hàng vừa là người mua. Khách hàng với người mua là một đúng không? Em tự order tự bán, tự order tự mua. Tôi là tự mua rồi. Ok, nó chưa có cái hai cái tài khoản để test đấy, tức là một tài khoản admin và một tài khoản của khách hàng, nó là khác nhau đấy. Nhưng mà vấn đề là như thế này,
cái bài này của thằng ấy, cái hướng phát triển của nó là gì? Vấn đề của em là để cho người dùng lại thứ rồi tự nhập vào và order, và người 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 bán sẽ biết được và thêm thêm vào danh sách. Thế cái app này của em là định làm app trung gian đúng không? Dạ vâng. Nếu mà app trung gian thì cơ chế xử lý của nó sẽ khó và nhiều đấy. Đấy, đấy cũng có thể là một cái lý do mà tại sao cái bài của thằng khó hoàn thiện. Bởi vì em chọn cái đề tài hơi khó. Tức là ban đầu nếu mà đơn giản em chỉ làm một cái app bán hàng thôi ấy, app bán rau củ sạch ấy, thì nó dễ hơn. Có nghĩa là em sẽ list cái toàn bộ cái danh sách Em thấy các bạn làm sản nhiều phẩm. quá nên em muốn ấy. Không. Thực ra thì ngay từ ban đầu mình sẽ phải phân tích được cái mình cần làm là cái gì. Còn các bạn kệ các bạn. Đấy. Nên là cái lần trước mà khi mà bắt đầu vào phần Android ấy là hình như là cô cũng có viết trên cái nhóm của mình là lớp mình cần phân tích xem mình cần làm cái gì. Cho để nó không các bạn mình làm được đến tầm nào mình sẽ tận dụng được kỹ thuật của phần đấy. Tức là thầy sẽ dạy là mình sẽ mát được luôn. Như vậy là mình sẽ thứ nhất là có cái kỹ cơ bản để tìm hiểu và dần 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 sau đó đào sâu, ví dụ như bài của Hậu ấy. Hậu đang đang làm đúng cái tiến độ dạy, nên là khi mà làm như vậy thì bạn ấy sẽ xử lý được thêm những cái râu ria bên ngoài nữa. Còn như cái app này của Thắng thì đáng lẽ là lúc đấy Thắng vẫn phải list cái danh sách sản phẩm lên, cứ coi như là một phần người dùng cũng được, và phải thao tác được đấy để mình xử lý được thêm, thì mình sẽ biết được thêm là cần cái gì, thiếu cái gì, hay là kỹ thuật mình xử lý đoạn đấy như nào. Đấy, cái bài này đang lỗi ở luôn ở khâu phân tích rồi, nhưng chưa phải là khâu code nữa nhé, cho nên là phải tìm hiểu lại một chút cái phần này.